Hôm nay mình tiếp tục vô thăm một vườn mai. Dạ. Đây là chiều nay chuyện gì ta, nước hả? Nước hả? À, là khổ gần tưới á, tưới một lần luôn á. À, cái chuyện độ mày. À, chuyện cái này này lấy cây gác trong tôi nó đóng cái trong thằng cái chiếc kia kìa. Mới là cái cây đóng này. Dạ. Dạ. Quá nhiều cây. Đây là cách phun nước. Phun nước công nghệ. Cái mai cũng khá là lớn các bạn ơi. Tầm khoảng hành khoảng 70, 80, 90, 100. Cũng khá là nhiều. Cái này rất là xuất sắc, đẹp. Hàng bonsai luồn lực. Tiếp tục tham quan tiếp. Chà, còn phía sau nữa các bạn nha. Khế à? Chà, đây là một gốc sung siêu khủng, gốc sung siêu khủng. Đây là một cây khế, một cây khế. Chào các bạn xem ngôi nhà cổ nè. Đây là sân vách. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Nguyên. Ngôi nhà cổ các bạn. Nhà cổ của Đoàn Nguyên. À, phía xa còn nhiều quá. Ô, nhiều góc cổng đẹp quá. Chà, góc này đẹp nè. Trời ơi. Hai thằng.
Chà, vườn bonsai lùng lực không các bạn. Vườn đẹp quá. Mấy cây này nhìn cũng sung rồi, sung rồi chú này. Nhìn lá đồ cũng sung hết chứ này. Hôm nay mình cũng mới vô lưu ấy chứ chú à, hay là dạ. Chà, tham quan khu vườn đẹp quá. Chú có số điện thoại không chú này? Chú cho con cái số điện thoại để con giới thiệu anh em. Dạ. Anh em được thì dạ, giao lưu cho vui. Dạ. Vườn mai đẹp quá. Vườn mai này sung. Lùng lực mà sung. Chà, cái này lùng lực. Phương thức tưới cây bằng cũng rất là hiện đại. Một lần tưới cho nhiều cây các bạn. Cây nào cũng có đường đường dây, dây nhựa, dây dẫn nước hết. Anh em có chụp tấm hình kỷ niệm không? À, chụp, yeah. Anh em chụp tấm hình kỷ niệm. Dạ. Anh Tố ơi. Cho anh chụp tấm hình kỷ niệm Tố ơi. Dạ. Dạ. Chụp tấm hình kỷ niệm cuối năm 2019 này. Dạ. Yeah. Rồi, ok. Được tham quan khu vườn quá đẹp. Chà, mấy gốc đẹp quá các bạn ơi. Đó, đó rồi.
luôn cho em số điện thoại luôn. 0854. Dạ, 0854. 997. 997. 999. 999. Dạ rồi. Rồi để em lưu luôn trong này. À, và đây là một khu vườn mai của anh Mai. Của anh Mai hiện Đại Lộc các bạn. Quay cho các bạn xem và chiêm ngưỡng khu vườn mai. Anh Mai cũng là một nhà vườn. À, và số anh Mai mình vừa đọc cho các bạn. Nếu các bạn tìm hiểu và giao lưu thì hãy điện thoại bằng số vừa rồi mình mới vừa đọc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và gặp lại.